Thưa quý vị và các bạn, học và làm theo gương Bác Hồ mà những năm qua bà Nguyễn Thị Tím, Phó Bí thư trưởng ban công tác mặt trận ấp Nhân Thành, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền và ông Nguyễn Công Quyền, Bí thư chi bộ 2, Đảng bộ bộ phận khu vực 2, trưởng ban công tác mặt trận khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đã có nhiều việc làm ý nghĩa, quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Từ năm 2022 cho đến nay, ban công tác mặt trận ấp Nhân Thành, xã Nhân Nghĩa đã vận động bà con, các mạnh thường quân giúp sửa chữa xây mới 4 căn nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Bà Tím cùng với ban công tác mặt trận và các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động nhân dân làm cỏ, trồng hoa kiểng, phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định. Trong 2 năm qua, ban công tác mặt trận ấp đã vận động thực hiện trồng nhiều loại hoa với tổng trị giá trên 55 triệu đồng. Cùng với dịp vận động, những năm qua, bà Tím cũng có nhiều đóng góp công sức và tiền của cá nhân để giúp đỡ nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Cô Tím này thì bà cũng lo cho dân lắm. Những gia đình nào khó khăn thì bà cũng đi vận động rồi xin đậu này về mình cho gia đình đó. Rồi lộ làng thì này kia bà cũng vận động đi làm cỏ. Coi như là mọi việc bác sẽ đều là chăm lo cho nhân dân, cho là vừa chiến đấu mà vừa là lo cuộc sống kinh tế cho dân. Rồi cho các em thiếu nhi, nói chung là nhìn nhớ lại chỗ đó mà mình học tập theo bác thì những gì có lợi cho dân thì mình làm. Nhờ đảng viên trong chi bộ rồi các ban ngành đoàn thể, rồi bên cạnh đó thì cái sự nhiệt tình của đồng chí Tím nữa, thì coi như là hàng 3 năm liền là chi bộ là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với kinh nghiệm của bản thân hơn 10 năm làm công tác mặt trận ở khu vực, ông Nguyễn Công Quyền thường xuyên hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bạn trẻ về công tác mặt trận, đồng thời giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong mùa dịch bệnh COVID-19, ông Quyền đã cùng với các hội đoàn thể vận động mạnh thường quân hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Trong năm 2022, đã vận động xây dựng mới sửa chữa 2 căn nhà. Năm 2023, dự kiến cất thêm 3 căn nhà giúp cho các hộ khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, ông cùng với chính quyền vận động nâng cấp một tuyến lộ thuộc hẻm 50 đường Trần Quang Na với kinh phí gần 400 triệu đồng. Chú Quyền chú cũng tới lui tiếp xúc để hỗ trợ tinh thần này kia cũng đỡ. Tôi vẫn cố gắng đến từng nơi, từng chỗ để mà thấy được cái khó khăn, là mình cũng nhiệt tình giúp đỡ cho bà con. Trên cái phạm vi mình thực hiện được thì mình sẽ giúp đỡ bà con, và trường hợp những cái nào mà cần thì mình sẽ báo cáo về trên để hỗ trợ cho bà con kịp thời. Khu vực 2 là một cái khu vực có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao nhất. Tuy nhiên thì tới thời điểm này, khu vực 2 cũng đã có sự phấn đấu và có giảm được cái tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì trong đó thì trưởng ban công tác mặt trận khu vực 2 đóng góp cũng rất là nhiều. Dù tuổi đã cao, nhưng bà Tím, ông Quyền vẫn luôn tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, làm những việc có ích cho nhân dân và luôn là cầu nối giữa nhân dân với đảng, với chính quyền địa phương trong thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương. Những việc làm ý nghĩa trên của bà Tím, ông Quyền không những góp phần làm cho công tác mặt trận ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, mà còn làm sáng thêm phẩm chất vai trò của người cao tuổi, một vốn quý của xã hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.